Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Bạn thân mến, như ở tập trước, chúng ta đã hiểu được lý do tại sao người giàu thì càng giàu, còn người nghèo và người trung lưu thì thường mắc nợ. Đó là bởi người nghèo và người trung lưu dùng cả đời để làm việc vì tiền, còn người giàu thì điều khiển tiền bạc làm việc cho mình. Thu nhập của người nghèo và người trung lưu chủ yếu đến từ tiền lương. Họ dùng tiền lương để mua những thứ như ngôi nhà mới, xe hơi, quần áo và các chuyến du lịch. Chính là họ đang dùng mồ hôi và máu của mình để mua những món đồ mà thực sự họ không cần thiết đó. Còn người giàu thì mua những thứ đó bằng số tiền mà tài sản của họ đã tự làm việc để tạo ra. Chính cách kiếm tiền của mọi người trong xã hội đã phân chia họ thành những nhóm khác nhau, có sự an toàn và tự do tài chính khác nhau. Trong tập 2 của bộ sách Dạy con làm giàu, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về khái niệm gọi là kim tứ đồ. Theo đó, chúng ta có các nhóm sau. Nhóm thứ nhất, gọi tắt là nhóm L, và mình tạm dịch theo cách hiểu của mình, với chữ L là viết tắt của chữ lương, tức là những người có thu nhập chính từ tiền lương của họ, họ làm công và lĩnh lương. Nhóm thứ hai, gọi tắt là nhóm T, và mình tạm dịch theo cách hiểu, chữ T là viết tắt của cụm từ tự làm tự hưởng, tức là những người làm tư. Họ đảm nhiệm tất cả các công việc trong chuỗi quy trình, nếu họ có xây dựng hệ thống thì họ vẫn giữ vị trí quan trọng và không thể vắng mặt trong chuỗi công việc của hệ thống. Bản thân họ chính là hệ thống, đó có thể là những tiểu thương, những người môi giới hưởng hoa hồng, những bác sĩ mở phòng khám tư nhân hoặc những chuyên viên hành nghề tự do. Hai nhóm L và T được xếp ở vị trí bên trái của kim tứ đồ. Họ là nhóm người nghèo và người trung lưu. Họ kiếm tiền bằng thời gian và công sức của mình. Họ sẽ không thể tiếp tục sống nếu không làm việc. Ở phần bên phải của kim tứ đồ bao gồm hai nhóm là nhóm C và nhóm D. Nhóm C có thể được ghi nhớ bằng cụm từ chủ hệ thống. Họ kiếm tiền bằng hệ thống của mình. Họ sở hữu hệ thống kiếm tiền đó và họ thuê người khác quản lý sự vận hành của hệ thống, không cần thiết có mặt của họ. Đó là những chủ doanh nghiệp. Nhóm tiếp theo bên phải là nhóm D, và mình tạm dịch chữ D là viết tắt của từ đầu tư. Họ kiếm tiền bằng cách đầu tư. Họ dùng tiền để kiếm ra tiền, bắt đồng tiền phải làm việc cho họ, sử dụng tiền để tạo ra nhiều tiền hơn. Điều gì đã tự động phân chia xã hội thành bốn nhóm với bốn cách kiếm tiền như vậy? Đó vẫn là vấn đề được nói đến rất nhiều trong bộ sách, chính là nỗi sợ và lòng ham muốn, được bắt đầu từ nỗi sợ không có tiền và một tư tưởng rất cũ được hình thành. Mọi người cần học hành chăm chỉ để tốt nghiệp với số điểm cao, để có thể tìm được công việc ở những công ty tốt. Vậy là họ bắt đầu gia nhập nhóm L của những người làm công và lĩnh lương. Họ sợ mạo hiểm, họ tìm kiếm sự an toàn và đảm bảo, nhưng trớ trêu là nhóm L lại là nhóm mạo hiểm và không an toàn nhất, bởi vì tiền bạc và tương lai của họ bị phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài, phụ thuộc vào công ty và những người chủ công ty đó. Số tiền họ kiếm được cũng luôn bị giới hạn bởi các công ty sẽ chỉ trả cho họ mức lương để đảm bảo họ có thể duy trì cuộc sống và không nghỉ việc. Rồi khi nhận lương, nhà nước sẽ lấy đi một phần trước cả khi họ được nhận lương. Đó chính là những khoản thuế mà họ phải nộp, rồi họ lại tiếp tục làm việc cật lực cho ước mơ ngày mai có thêm tiền để mua những thứ họ thích, giống như một chú chuột mắc kẹt trong cái bẫy chạy quanh bánh xe. Nếu như những người nhóm L phản ứng với nỗi sợ không có tiền bằng cách đi tìm sự bảo đảm bằng một công việc làm thuê, thì những người nhóm T lại phản ứng với nỗi sợ bằng cách cố kiểm soát và làm chủ tình huống để xử lý và hành động theo cách riêng của mình. Vì vậy mà những người nhóm T được gọi là những người tự làm lấy hay tự làm tự thưởng. Nhóm người này có cá tính độc lập, họ độc lập trong suy nghĩ, tự do trong cách làm và được sự nể trọng như một bậc thầy trong lĩnh vực chuyên ngành của họ. Những điều này đối với họ còn quan trọng hơn tiền bạc.
họ luôn muốn làm một điều gì đó đặc biệt và xuất sắc hơn người. Họ cầu toàn, họ luôn phàn nàn và cho rằng những người giúp việc cho mình không thể làm tốt được như mình. Vậy là họ hòa lẫn vào hệ thống, họ chính là hệ thống, họ là hệ thống của chính họ. Nó sẽ trở nên bê bết nếu họ vắng mặt. Vì vậy mà đối với những người nhóm T, sự thành công đôi khi còn tệ hại hơn cả khi chưa thành công, bởi vì hệ thống càng thành công thì họ lại càng bận rộn hơn nữa. Nhiều người trở thành doanh nhân nhưng họ vẫn ở nhóm T chứ không phải nhóm C, vì họ muốn được tự làm những điều họ thích hoặc muốn tung ra một sản phẩm của riêng họ. Nhiều người nhóm T thành lập được một hệ thống nhưng họ không bước sang được nhóm C vì không có khả năng lãnh đạo người khác hoặc họ quá say mê với chính hệ thống của mình. Những người nhóm C thực thụ thì biết cách thoát ra khỏi hệ thống của mình. Nếu như những người nhóm T quan tâm đến sản phẩm và họ coi công ty là phương tiện cho sản phẩm, thì những người nhóm C lại ngược lại, họ quan tâm đến hệ thống kinh doanh và coi sản phẩm chỉ là phương tiện cho công ty. Trên thế giới, có vô vàn những ý tưởng mới, nhưng lại có rất ít người biết cách xây dựng những hệ thống kinh doanh tuyệt vời. Tỷ phú Bill Gates của Microsoft không làm ra một sản phẩm vĩ đại, mà chính ông đã mua nó lại từ tay người khác và thiết lập nên một hệ thống toàn cầu vĩ đại xung quanh sản phẩm đó. Vì vậy mà những người nhóm C luôn thích được bao quanh bởi những người thông minh hơn mình. Quan điểm của họ là tại sao phải gánh lấy công việc trong khi ta có thể thuê mướn những người khác nhiều khi còn giỏi hơn cả chúng ta. Vì vậy mà để trở thành một chủ doanh nghiệp, điều quan trọng mà bạn phải học là cách làm việc chung với mọi người. Học kỹ năng này khó hơn rất nhiều so với việc kinh doanh độc lập. Nếu như những người nhóm C có hệ thống con người để tạo ra tiền, thì những người nhóm D, tức là các nhà đầu tư, lại được những đồng tiền làm việc cho mình. Những người nhóm D không cần làm việc vì những đồng tiền này sẽ làm việc chăm chỉ hàng ngày cho họ mà không bao giờ đòi hỏi hay đình công bất kể người nào đang kiếm tiền từ nhóm nào đi nữa. Nhưng nếu muốn giàu có thì người ấy phải đạt tới đích đến là sân chơi của nhóm D. Chính từ nhóm D, tiền bạc mới được chuyển đổi thành của cải và sự giàu có. Đến đây, chúng ta đã hiểu, không phải những kiến thức chúng ta học được sẽ phân chia chúng ta vào nhóm người nào, mà chính quan điểm và cách suy nghĩ sẽ sắp xếp chúng ta. Khi đụng đến vấn đề tiền bạc, tất cả chúng ta đều phản ứng khác nhau, và chính những cách phản ứng này sẽ quyết định phương thức kiếm tiền của chúng ta. Những người nhóm L, tức là những người làm công hưởng lương, sẽ nói rằng: tôi đang tìm một công việc ổn định, bảo đảm có mức lương cao và nhiều phúc lợi. Còn những người nhóm T, gồm những người tự làm tự hưởng, thường chỉ biết chăm chỉ làm việc, họ không dám nghỉ ngơi quá nhiều. Những người nhóm C thì thường nói: tôi đang tìm một giám đốc điều hành mới cho công ty mình. Còn những nhà đầu tư thuộc nhóm D, họ chỉ xoay quanh cụm từ lợi nhuận trong thị trường và thước đo cho sự giàu có không phải là số tiền người đó kiếm được, mà là thời gian người đó có thể sống được nếu ngày mai họ dừng làm việc. Theo đó, hai nhóm bên trái kim tứ đồ sẽ không có thêm tiền nếu họ dừng làm việc, còn hai nhóm bên phải kim tứ đồ, họ có thể dừng làm việc mà tiền vẫn được sinh ra. Vì điều này mà nửa bên trái tưởng như là an toàn và ổn định, nhưng thực tế lại là rủi ro và bấp bênh. Còn ở bên phải tưởng như là rủi ro nhưng thực tế lại là an toàn. Việc đầu tư của nhóm D có sự khác biệt rõ ràng. Họ đầu tư theo kiểu không bỏ tiền vào quỹ về hưu trí đều đặn, bởi vì những nhà đầu tư thực sự ở nhóm D sẽ biết sau bao lâu thì họ có thể lấy lại số tiền mình đã đầu tư đó. Còn những người đầu tư vào quỹ hưu trí thì phải đợi nhiều năm mới được lấy số tiền của mình ra. Những người đầu tư cổ phiếu ở giá thấp và hy vọng bán lại ở giá cao cũng không phải là những người thuộc nhóm D, bởi vì họ chỉ sống bằng nghề mua bán, chẳng khác gì một người chủ tiệm bán lẻ, mua hàng hóa giá xỉ
rồi bán ra với giá bán lẻ để hưởng chênh lệch. Họ vẫn phải bỏ công sức của chính mình để kiếm ra tiền. Vì vậy, họ thuộc nhóm T nhiều hơn là nhóm D. Thêm một điều không công bằng giữa hai nửa kim tứ đồ là gánh nặng về thuế, trong khi nửa bên phải sẽ bảo vệ tài sản của mình trong các liên đoàn, tức là các công ty, và họ không đứng tên trên các tài sản đó, thì nửa bên trái lại là một mình và họ bị đánh thuế trên thu nhập của mình. Ngoài ra, nửa bên phải sẽ thuê những chuyên gia giỏi để giúp họ trong vấn đề này. Vì vậy mà đường đi của thu nhập ở bên phải kim tứ đồ sẽ là thu nhập, chi phí, rồi mới đến nộp thuế. Còn bên trái kim tứ đồ thì lại là thu nhập, nộp thuế, rồi đến chi phí. Khi tìm hiểu đến đây, bạn có thể thấy rằng những nhóm nằm bên phải kim tứ đồ, tức là nhóm C và D, mới đem lại những cơ hội tốt nhất cho sự thành công về tài chính và sự tự do về tiền bạc. Nhưng việc chuyển dịch từ nửa bên trái sang nửa bên phải không phải là một quá trình đơn giản về mặt lý trí, mà phải là quá trình chuyển dịch từ sâu trong suy nghĩ, quan điểm và cách nhìn nhận, thói quen. Thay đổi nhóm người trong kim tứ đồ là một cuộc cách mạng của con người. Sự thay đổi đó có thể dễ dàng với những người thích thay đổi, nhưng sẽ khó khăn với những người bảo thủ. Đổi nhóm thường là một kinh nghiệm đổi đời, giống như một con nhộng khi đã thành bướm thì sẽ sống cuộc đời của con bướm và không trở lại làm nhộng được nữa. Lý do lớn nhất khiến không có nhiều người trở thành nhà đầu tư là nỗi sợ rủi ro. Hai từ rủi ro sẽ mang lại sự hứng khởi cho một nhà đầu tư, nhưng lại có thể khiến một người làm công hưởng lương bị hoảng hốt và sợ đến co vòi. Nhiều người sợ rủi ro đến mức không dám làm gì, họ chọn lối chơi an toàn là tìm công việc lương cao và bỏ tiền vào tài khoản ngân hàng. Một số khác thì sợ rủi ro nên giao chuyện đầu tư cho những người có vẻ như có chuyên môn, như chuyên viên tư vấn tài chính hay nhà quản lý hỗ trợ đầu tư. Nhưng thực tế thì những chuyên viên này cũng chưa hẳn là nhà đầu tư sành sỏi. Họ sẽ dựa vào từng loại khách hàng để tư vấn cách đầu tư khác nhau. Một số khác lại coi đầu tư như một trò đỏ đen, khi đó tỷ lệ thất bại là 50% và trong đa số trường hợp sẽ là thất bại với những người thích đỏ đen. Đầu tư là một trò chơi cơ hội với những người giao chuyện đầu tư cho người khác quản lý. Họ coi đầu tư chỉ là một trò chơi mà họ không thích học hỏi thêm nữa. Còn đối với những nhà đầu tư thực sự, họ coi trọng công việc đầu tư. Đầu tư là một trò chơi trí tuệ, rủi ro luôn được kiểm soát và giảm thiểu tối đa các rủi ro đó. Hầu hết mọi người không được đào tạo để hoạt động hay tồn tại trong nhóm C và D. Đặc biệt, những người nhóm L và T, họ thường có ý là hướng về sự ổn định, an toàn, và đa số lý do khiến họ không muốn lấn sang nhóm D không phải họ không thích kiếm tiền hoặc không muốn được tự do tài chính, mà là lý do đơn giản, chỉ vì họ hy vọng có thể tìm được sự an toàn và ổn định cho những năm tháng về hưu của mình. Nhưng tiếc thay, nhóm L và T lại không phải là nhóm có được sự ổn định, họ sợ đương đầu với rủi ro. Vì vậy mà những người nhóm L và T thường sợ hãi, nản lòng, rồi lại quay về nơi an toàn ban đầu của mình. Vì mỗi nhóm có luật chơi khác nhau, nên nhiều người giỏi ở nhóm C vẫn có thể thất bại ở nhóm D và ngược lại. Trong khi đó, chúng ta hãy đi bằng hai chân sẽ luôn tốt hơn đi bằng một chân. Những người chỉ biết mỗi công việc hay nghề nghiệp chuyên môn của mình, tức là đang đứng trên một chân, mỗi lần nền kinh tế biến động, cuộc sống của họ sẽ chao đảo hơn so với những người biết đi bằng hai chân. Nếu đang ở nhóm L và nhóm T thì bạn cứ giữ lấy công việc hiện tại của mình và bạn hãy học hỏi thêm về nhóm C và nhóm D. Đặc biệt, hãy xây dựng nhóm C trước rồi hãy chuyển sang nhóm D. Đây là con đường khôn ngoan mà nhiều doanh nhân tài giỏi cũng đã đi, vì khi thành công ở nhóm C thì cần kinh nghiệm và nguồn vốn bạn có sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội thành công ở nhóm D hơn. Có 3 hình thức hệ thống kinh doanh
để bạn có thể bước vào nhóm C. Hình thức thứ nhất, mô hình công ty truyền thống, có nghĩa bạn tự tạo một hệ thống cho mình. Ở hình thức này, đòi hỏi rất nhiều công sức và phần khó nhất lại nằm ở hệ thống và nhân sự. Rất nhiều công ty khi lớn mạnh hơn đã không chuẩn bị kịp cho một hệ thống đầy đủ, dẫn đến sự đổ vỡ bởi sự thành công của chính mình. Hình thức thứ hai là mua lại đặc quyền kinh doanh, tức là bạn mua của hệ thống có sẵn. Hình thức này dành cho những ai không muốn hoặc không biết cách tự mình tạo ra hệ thống. Bạn mua một hệ thống kinh doanh đã được thử nghiệm và chứng minh là thành công, và nhiệm vụ của bạn bây giờ chỉ là phát triển nguồn nhân lực cho chính mình. Hình thức thứ ba là tiếp thị mạng lưới, hay còn gọi là Network Marketing. Bạn sẽ bỏ ra một số vốn nhỏ để hòa nhập thành một phần của hệ thống có sẵn. Hình thức này từng bị coi là những tổ chức lừa đảo. Vì vậy, việc lựa chọn hệ thống rất quan trọng. Có những tổ chức tiếp thị hệ thống chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để bạn có thể giao bán hệ thống của họ cho những người bạn quen, nhưng cũng có những tổ chức chỉ quan tâm đến việc huấn luyện bạn và giúp bạn thành công. Thông thường thì mọi người phải mất từ 10 năm đến 15 năm làm việc mới học hết đến những khía cạnh trong chuyện kinh doanh. Vì vậy mà hai hình thức đặc quyền kinh doanh và tiếp thị hệ thống dường như đã làm giảm một phần gánh nặng trên con đường phát triển một hệ thống kinh doanh cho riêng bạn. Trong cuốn sách, tác giả Robert Kiyosaki nói rằng có 7 cấp bậc đầu tư như sau. Bậc 0 là những người không có gì để đầu tư vì họ luôn tiêu hết số tiền kiếm được. Bậc 1 là những người trông có vẻ giàu, họ có sở hữu nhiều thứ đắt tiền như những ngôi nhà, những chiếc xe, nhưng tất cả đều được mua bằng nợ. Bậc 2, họ là những người chỉ biết tiết kiệm những khoản nhỏ và sử dụng những công cụ đầu tư rủi ro thấp như tiền gửi ngân hàng, mua bảo hiểm nhân thọ, nhưng điều đáng nói là họ tiết kiệm để mua những thứ tiêu dùng nhiều hơn là tiết kiệm để đầu tư. Bậc 3 là những nhà đầu tư hoài nghi. Họ thông minh nhưng thiếu hiểu biết về tài chính, dẫn đến đa nghi và kiêu căng. Họ đứng bên ngoài dè biểu và tiêm nhiễm nỗi sợ rủi ro cho những người khác, hoặc là họ lao vào đầu tư như một canh bạc vì lòng tham hoặc muốn giàu nhanh chóng. Lưu ý rằng các nhà đầu tư ở bậc 0, bậc 1, bậc 2 và bậc 3 có tỷ lệ thất bại cực cao trong đầu tư và rất khó đạt được tự do tài chính. Bậc 4 là những nhà đầu tư dài hơi, có kế hoạch dài hạn cho mục tiêu tài chính của mình. Họ sẽ thành công nếu biết đầu tư từ khi còn trẻ và thực hiện đầu tư đều đặn hàng ngày. Bậc 5 là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ có thói quen tiền bạc rất tốt, họ hiểu biết về đầu tư. Họ thường nhảy vào thị trường khi những người khác nhảy ra, bởi thời điểm khi nền kinh tế đi xuống chính là lúc họ có cơ hội vàng, họ cũng biết khi nào thì nên rút ra để chờ cơ hội mới. Bậc 6 là những nhà đầu tư thực sự, và có rất ít người trên thế giới đạt được trình độ này, vì không một ai có thể tiên đoán được thị trường đi lên hay đi xuống cả. Nếu như những nhà đầu tư bậc 5 tạo ra những khoản đầu tư cho riêng mình, thì nhà đầu tư bậc 6 lại tạo ra những khoản đầu tư cho cả những người khác tham gia cùng với họ. Họ làm cho nhiều người cùng giàu lên với họ. Họ đầu tư suôn sẻ khi kinh tế thịnh vượng và sẽ càng giàu khi kinh tế khủng hoảng. Một điều cần lưu ý là bất cứ ai có mục tiêu trở thành nhà đầu tư bậc 5 và bậc 6 đều phải phát triển từ bậc 4. Họ lấy bậc 4 để đúc kết kinh nghiệm trước và rèn luyện cảm xúc trong đầu tư của họ. Có thể nói 95% nhà đầu tư thua lỗ trong thị trường là do họ không quản trị được cảm xúc của chính mình. Một khoản đầu tư thông minh là khoản đầu tư luôn có lợi về kinh tế, cả trong lúc tốt và lúc xấu, có nghĩa là luôn có lợi, kể cả khi thị trường đi lên và đi xuống. Những nhà đầu tư thuộc nhóm D, họ không tin vào những tiên đoán mơ hồ. Tiền bạc là thuốc phiện,
Rất nhiều người hạnh phúc khi có tiền, rồi khi trong túi không còn một xu, họ trở nên buồn rầu, chán nản, giống như một người nghiện thuốc phiện vậy, và họ lại đi kiếm tiền để thỏa cơn nghiện của mình. Vì vậy mà những người đam mê tiền bạc thường bị kẹt vào cái bẫy đi làm để kiếm tiền, rồi trả hóa đơn, sau đó họ lại đi làm để kiếm tiền và lại trả hóa đơn tiếp. Đừng bao giờ làm việc vì tiền, mà hãy học cách tạo ra hệ thống để tiền bạc tự chảy vào túi mình. Bạn có thể trở thành bất cứ ai và ở trong bất kỳ nhóm nào bạn muốn. Nếu bạn thật sự muốn công thức làm giàu, nó không khó như những chuyên ngành học hàn lâm và nó không cần kỹ thuật tiên tiến và hiện đại. Công thức làm giàu chỉ đơn giản như việc chơi cờ tỷ phú. Bạn chỉ cần đổi càng nhiều quân cờ màu trắng để lấy quân cờ màu đen, giống như bạn chuyển từ bên trái sang bên phải kim tứ đồ vậy. Nó không phải là những hành động của bạn cần thay đổi, mà trước hết hãy thay đổi chính cách suy nghĩ của bạn. Mọi người cố hành động giống người giàu và cố làm theo những gì mà họ nghĩ rằng người giàu đã từng làm. Nhưng nếu họ vẫn còn suy nghĩ, phản ứng và mang cho mình tư duy của một người nghèo hay một người trung lưu, thì họ vẫn ở nửa bên trái của kim tứ đồ mà thôi. Khi đụng đến tiền bạc, có rất nhiều nỗi sợ thầm kín ẩn sâu trong đáy lòng cùng một cảm xúc đó, nhưng bốn nhóm luôn có suy nghĩ khác nhau. Trong thế giới bên trái của kim tứ đồ, sự phân biệt đối xử luôn tồn tại. Đó là sự phân biệt về bề ngoài, về trường lớp tốt nghiệp. Nhưng ở thế giới bên phải của kim tứ đồ thì không như vậy. Thế giới bên phải không quan tâm đến sự công bằng hay sự ổn định và an toàn. Họ quan tâm đến sự tự do và niềm đam mê cuộc chơi tiền bạc, và họ coi trọng những đồng tiền kiếm ra rồi bắt chúng làm việc cho họ. Hãy bắt đầu tiết kiệm để đầu tư càng sớm càng tốt. Bắt đầu từ các khoản đầu tư nhỏ để làm quen với thị trường và rèn luyện cảm xúc như một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Dưới đây là ba lời khắc cốt trong đầu tư mà mình muốn dành tặng bạn. Thứ nhất, hãy đầu tư càng sớm càng tốt. Thứ hai, hãy đầu tư càng đều đặn càng tốt. Thứ ba, hãy giữ khoản đầu tư càng lâu càng tốt. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì vậy, nếu có điều kiện, hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị được truyền tải trên sách tóm tắt. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!